Hello mọi người, ngày hôm nay quê Pep cùng với vợ sẽ làm clip chiên bánh cho mọi người nhá. Đấy thì ngày hôm nay mình cũng mới mua ở chỗ Tập Hóa mọi người. Mình mua cái bánh này thì mình chiên mọi người, mình mua một đi thôi. Nếu mà mình chiên ra thì cũng rất là nhiều nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong nhà thì thắp lửa thôi mọi người. Hôm nay vợ đang đốt lửa cho mọi người nhá. Đây mình mới mua ở chỗ nhà Tạp Hóa thì bánh bông tôm cho mọi người. Và đi đây là 12 nghìn cho mọi người nhá. Nếu mà mình mua 2 bi thì được, tại vì 2 bi để nếu mình bỏ trong môi thì mình chiên giờ ăn thì cũng rất là nhiều cho mọi người. 1 bi thì mình ăn cũng nhiều mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ nồi vào nha. Cái bánh này thì cho như này thôi, nếu mà mình bỏ trong nồi thì mình chiên thì cũng rất là to chứ mọi người. Mình mua 1 bi thôi, nhưng mà mình mua 2 bi thì chắc ăn cũng hết được nha mọi người. 1 bi thì mình chiên thì chắc nhiều lắm mọi người nhé. Tại vì mình chạy vô nhà bán thì không có cái gì mình mua được, mình phải mua cái này thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ phơi rửa cho nó do ăn nóng thì mình chiên bánh mọi người. Ở nhà thì mình cứ mặc quần như này thôi, tại vì hôm nay trời mưa mọi người, vào buổi sáng mưa nhẹ thôi. Đây thì mình nghe tiếng gì ta, nghe tiếng chuột đó mọi người. Ây ơi, đấy thì ở đây có chuột đó mọi người nhá. Nhà mình có chuột nhiều lắm mọi người. Đấy, thấy không? Mình chết được không? Chết vào trong nơi được không? Có chuột người ta ăn mà. Con, lên đi, ngon. Lên đi. Con thấy sợ mọi người. Đấy thì con nhỏ như này thì mình cũng rất là thương mọi người. Tuy nhiên con lớn thì mình phải đập chết luôn. Mình sẽ chiên nha mọi người, tại vì nước chảo ăn thì mình nấu thì nóng rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy bánh bông tôm. Mình bỏ một cái thôi mọi người. Nè, tương đương họ đấy. Bỏ 2 cái thôi, tại vì cái nồi này thì mình chiên thì cũng rất là khó. Nếu mà nuôi như này mình chết được. Cái này mình bỏ đây đi. Bỏ như này để người ta xem không mất vệ sinh nhá. Nhiều khi người ta nói mình làm đồ ăn không được giòn, không được sạch sẽ. Mình phải bỏ như này để cái đuôi này không đúng vô cái đất đó mọi người. Mua bên mọt sắp ra bên rồi, qua đây không, sắp ra bên rồi đấy. Sắp ra bên nha mọi người, mình chiến thì chiến một cái 2 cái rồi. Nếu mà mình chiên mình đổ nhiều trong nồi thì sợ không ra bánh nha mọi người.
tại vì nuôi nhỏ như này thì mình chiên cũng rất là khó. Đây mình chưa chiên mà con đã ăn ăn trước đâu mọi người, thấy không? Ăn bên rồi. Thấy không? Tại vì nuôi nhỏ như này thì mình chiên như này thôi. Đang chiên bánh mọi người, đây nhìn đẹp quá mọi người nhé. Đấy ở chỗ trong làng thì người ta cũng bán như này nha mọi người, thì mộc mộc nhang thì hai cái nha mọi người, nếu mà mình mua thì nhiều hơn nha mọi người nhé. Mình mua mộc bi thì mình chiên như này thì nhiều hơn, nếu mà mình không mua thì mình chạy vô nhà tạp hóa thì bán thì bên đây thì một cái thì một hai cái 1.000 đấy mọi người. Ngày hôm nay hai vợ chồng chiên bánh thôi mọi người. Vào buổi sáng hôm nay thì trời mưa mọi người. Sáng trời mưa thì mưa nhẹ thôi, còn hôm nay thì nắng rồi. Đấy thì canh đông lụa IPEP thì bữa nay có ra hạt đấy mọi người nhé. Chắc tháng 11 thì mình cắt lúa rồi mọi người. Đây. Nhiều khi người ta nói mình thì chơi IPEP thì có rất nhiều người ta chỉ IPEP thì giang đi lo IPEP đi mò đi sau mọi người. Đây đây bỏ bỏ IPEP mọi người nhé. Đây chỉ bò nhà nước thôi mọi người, nhà nước cho mọi người. Cánh đồng lúa nhà IPEP thì cũng có hạt đâu mọi người. Đấy bây giờ mình sẽ chia sẻ để mọi người cùng xem mọi người. Đây thấy không, có hạt rồi, chắc tháng 11 thì mình phải thu hoạch rồi, thu hoạch lúa rồi. Lúa như này thì mình trông lâu lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà thôi, vào trong nhà thì vợ ăn chiến bánh mọi người. Đấy con thì có như này thì cũng ăn ngon không, ăn bánh ngon không? Mới đi, mời mọi người ăn đi. Đấy, mình mua như này thì con thích ăn thì ăn, không thích thì thôi mọi người. Nếu mà mình chạy vô nhà tạp hóa thì mình mua một ngàn thì hai cái thôi. Mình mua một bi thì mình chiến thì ăn thoải mái luôn. Đang chiên bánh con tôm thì đã hết rồi mọi người nhá. Đây mọi người. Đấy. Một bi thì chỉ có đầy rổ thôi. Nếu mà muốn mua hai bi chắc nhiều mọi người. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào thì mình sẽ ăn thôi mọi người nhá. Hello mọi người. Ngày hôm nay hai vợ chồng đã chiên bánh bò tôm thì được rồi mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ ăn thôi mọi người. Đấy, bánh bò tôm thì mình mua một bi thì đầy rùa cho mọi người. Nếu mà mình mua hai bi thì chắc nhiều nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thôi mọi người nhé. Tại vì lâu lắm rồi mình chưa ăn được bánh bò tôm. Ăn đi.
mời mọi người cùng ăn nha. Đây, mấy cái nhà ăn nha mọi người. Ngon mọi người. Lấy ăn đi con. Mẹ bảo. Đó, có không? Đấy. Đây thì nếu mà mình chiến thì do ăn nhiều thì mình chiến thì chắc không bị khét mọi người, tại vì cái mình đuổi do ăn ít đó mọi người, cái nuôi đó thì mình chiến thì cũng rất là khó đấy, bị khét như này thôi, bị khét như này thì mình ăn vẫn ngon nhé mọi người nhé. Mình già được vẫn ăn bánh mà. Ăn bên vừa uống ngọt thì cũng rất là ngon đấy mọi người. Thấy không? Quá nhiều luôn. Ngon không? Ngon mọi người. Mình ngồi lên đi, nóng quá mà. Rồi mọi người, video ngày hôm nay thì mình chia sẻ về chiến bánh bột tôm thôi. Đấy thì tại vì cũng lâu lắm rồi mình chưa ăn được bánh như này nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chương video thôi. Mọi người nhớ chia sẻ, đăng ký kênh, chia sẻ cho em để em có động lực ra video sau mình mọi người nhé. Bye bye.